Tại vì cái tiền mình bỏ ra nó cũng không là bao nhiêu, nhưng mà sức khỏe là chăm sóc cho được cả gia đình, nói chung là rất là tốt đó mọi người ơi. Thì mình cảm giác công ty uy tín, tin tưởng thì mình chọn sản phẩm này thôi. Ghế này thích đấy cháu. Ghế này thì nó không cứng như những cái ghế khác. Ghế này thoải mái, tay để cũng thoải mái.